cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ điều tra xác minh vụ án mạng tại phường Trảng Dài. Nạn nhân là một cô gái 17 tuổi tử vong trong phòng trọ bị nhiều vết dao chém. Trước đó, vào lúc 1 giờ 20 phút sáng ngày 20 tháng 4, nhiều người trong khu trọ tại một con hẻm ở phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nghe tiếng kêu cứu của cô gái tên Nguyễn Thị Tuyền, sinh năm 2007, quê tỉnh An Giang, ở cùng mẹ là Phạm Thị Úc, sinh năm 1989. Khi nhiều người tới phòng trọ đã phát hiện em Tuyền nằm bất động trên nền nhà, có nhiều vết máu, trên người có nhiều vết chém của hung khí. Đối tượng Nguyễn Văn Bảo, sinh năm 1991, thường trú tại thành phố Cần Thơ, là nghi can ra tay với em Tuyền, khi mọi người đến vẫn còn ở trong phòng trọ. Lúc này mẹ nạn nhân là chị Út vẫn đang ngủ mơ màng, không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Người dân đã lập tức đưa em Tuyền đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Sau khi nhận được thông tin, công an thành phố Biên Hòa đã có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Riêng đối tượng Bảo sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú và bị bắt giữ. Bước đầu công an xác định Bảo ở với chị Út như vợ chồng 3 năm nay và cùng làm công nhân ở thành phố Biên Hòa. Em Tuyền cũng ở với mẹ và Bảo. Thời gian gần đây giữa em Tuyền và Bảo xảy ra mâu thuẫn, nên Tuyền bị Bảo dùng hung khí tấn công dẫn đến tử vong. Do hoàn cảnh nạn nhân khó khăn, nên mọi người gần phòng trọ để thùng xin tiền nhằm giúp đỡ đưa thi thể về quê mai táng. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an Vũng Tàu, các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng bắt giữ đối tượng sát hại nữ chủ quán cà phê nhàn, đường Bùi Thiện Ngộ, phường 10. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người thân đi làm về phát hiện chị N, 38 tuổi, chủ quán cà phê nhàn số 41 đường Bùi Thiện Ngộ, phường 10 địa chỉ cũ là đường Bình Giã tử vong trong nhà, nghi do bị sát hại. Người nhà chị N đã trình báo công an. Ngay sau đó, công an phường 10, công an thành phố Vũng Tàu cùng phòng cảnh sát hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Qua nguồn tin từ người dân và camera trên đường, trong quán ghi lại, công an nhanh chóng xác định được đối tượng nghi vấn và tiến hành truy bắt. Chỉ vài giờ sau từ thời điểm xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi can Phạm Văn Út, 28 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú ở Vũng Tàu, khi đối tượng này đang lẩn trốn. Chiếc xe máy của Út cũng được thu giữ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, Út mặc quần ngắn áo thun đỏ. Đội mũ bảo hiểm chạy xe máy đến quán cà phê nhàn. Lợi dụng chị N, sơ hở Út ra tay sát hại chị N rồi cúp điện, khóa cửa cuốn. Sau đó Út chạy xe máy bỏ đi một số thông tin cho rằng Út có lấy tài sản là điện thoại của chị N. Theo người dân, chị N cùng người thân thuê địa điểm trên để mở quán khoảng một năm nay. Mới đây, Tòa Nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Phụng sinh năm 1968, trú thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận về tội giết người trong vụ án mâu thuẫn với hàng xóm. Theo bản án, Nguyễn Văn Phụng xảy ra mâu thuẫn với gia đình ông Cao Hồng Lân, sinh năm 1965 hàng xóm do nghi ngờ ông Lân bắn vào bò nuôi và trộm gà của nhà mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn với nhau từ năm trước. Từ những mâu thuẫn trên, Phụng nhiều lần có ý định đánh hàng xóm để trả thù, nhưng vợ căng ngăn. Tuy nhiên, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2023, Phụng mới uống 2 ly rượu, rồi ra trước nhà thì bất chợt nhìn thấy ông Lân đang tập thể dục. Nhớ lại mâu thuẫn trước đó, Phụng vào nhà lấy cây rượu chạy đến ra tay vào ông Lân khiến nạn nhân gục tại chỗ sau đó phụng dự định đi vào nhà ra tay với vợ con nạn nhân thì thấy nạn nhân ôm vết thương đi vào nhà liền quay lại tác động liên tục vào người hàng xóm đến khi ông lân không còn cử động chưa dừng lại ở đó phụng tiếp tục cầm rửa xông vào nhà ông hàng xóm thì gặp cts con trai ông lân đang bưng nồi bánh canh đi ra phụng liền vuông rửa chém vào vai s anh s té xuống đất vẫn bị phụng tiếp tục ra tay thêm nhiều nhát vào người Lúc này bà L và ông Lân nghe tiếng con trai la hét nên chạy từ trong bếp ra cũng bị Phụng tấn công. Phụng đã vung rửa ra tay với bà L nhiều nhát cho đến khi nạn nhân không còn phản ứng mới dừng tay. Qua khám nghiệm, ông Lân bị tổng cộng 14 nhát rửa tử vong tại chỗ, bà L bị 14 nhát rửa gây thương tích 88%. Và anh S bị 6 nhát rửa gây thương tích 46%. Sau khi gây án hung thủ cầm theo hung khí, đi bộ đến công an thị trấn Tân Sơn để đầu thú. Tại phiên tòa, bị cáo Phụng thành khẩn khai báo đã tự thú sau khi gây án, vận động gia đình bồi thường cho phía bị hại 550 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Phụng là cố ý giết người, mang tính chất côn đồ, mang rợ, gây dư luận bất an nên đã tuyên mức án tử hình. Tại phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan, hội đồng xét xử đã tuyên phạt tù tất cả 18 bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng nhà nước. Trong đó phạt tù chung thân bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước. Ngoài án tù, bản án còn tuyên tịch thu 4,8 triệu đô la Mỹ mà quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra đang tạm giữ của bị cáo Nhàn bản án tuyên buộc bị cáo nhàn phải nộp tiếp số tiền tương đương 400.000 đô la Mỹ để tịch thu xung vào ngân sách nhà nước. Hai khoản tiền nêu trên tương đương 5,2 triệu đô la Mỹ mà bà nhàn đã nhận hối lộ từ SCB. Ngoài số tiền phải trả lại như nêu trên, bản án còn tuyên buộc bị cáo nhàn phải nộp phạt số tiền 100 triệu đồng. Theo hội đồng xét xử, trong quá trình thanh tra tại SCB, bà Nhàn có hai lần gặp gỡ trao đổi với bà Trương Mỹ Lan. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về thực trạng và sai phạm tại SCB. Lần đầu bà Lan đề nghị bà Nhàn hỗ trợ sớm kết thúc thanh tra SCB để SCB được tiếp tục tái cơ cấu. Lần gặp thứ hai, bà Nhàn đề nghị Lan bán tài sản trả nợ các khoản vay cũ để không chuyển sang cơ quan điều tra. Sau khi nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ ông Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB đưa tại nhà riêng bà Nhàn và tại nơi bà Nhàn làm việc. Bà Nhàn sửa kết quả thanh tra theo hướng không đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, không chuyển cho cơ quan điều tra về các sai phạm của SCB. Tại phiên tòa trước đó, bà Nhàn khai lý do nhận số tiền là để bảo vệ gia đình vì thời điểm này thấy nhiều người liên quan đến vụ án chết. Nhiều lần liên hệ đưa lại tiền nhưng không thực hiện được. Hội đồng xét xử đã bác lời biện hộ này của bà Nhàn. Ngoài bà Nhàn, bản án còn tuyên 17 bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng nhà nước là thành viên hoặc lãnh đạo đoàn thanh tra, tổ giám sát ngân hàng nhà nước tại SCB như bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Hưng là người chỉ đạo giám sát đoàn thanh tra, chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo thanh tra, dù thanh tra đã làm rõ thực trạng tài chính của SCB không đủ điều kiện để tái cơ cấu, nhưng ông Hưng vẫn chỉ đạo xây dựng báo cáo không trung thực tài chính, không kiến nghị đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Ngoài ra ông Hưng có nhận lợi ích để bỏ qua sai phạm, thỏa mãn yếu tố vụ lợi. Bản án tuyên ông Nguyễn Văn Hưng 11 năm tù về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị tuyên phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, các bị cáo Nguyễn Thị Phụng, cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 ngân hàng nhà nước, Bùi Tuấn Khoa, cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 ngân hàng nhà nước, Vương Đỗ Anh Tuấn, cựu trưởng phòng thanh tra thuộc cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 ngân hàng nhà nước và 13 bị cáo khác, nguyên là cán bộ ngân hàng nhà nước, là thành viên thanh tra giám sát tại SCB bị tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 11 năm tù. Mới đây tại trụ sở Trung ương Đảng bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương liên quan các vi phạm của một số đảng viên tại đảng bộ các tỉnh quảng ngãi vĩnh phúc đắk lắc đắk nông bình phước bộ chính trị ban bí thư nhận thấy các ông lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc doãn hữu long nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc đặng gia dũng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh đắk nông ma lê phước tỉnh ủy viên Phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy Bình Phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng chính quyền địa phương căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị đề nghị ban chấp hành trung ương đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông lê biết chữ ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông phạm hoàng anh doãn hữu long đặng gia dũng ma liệt phước Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng. Trước đó, ông Lê Viết Chữ bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ quy định tại khoảng 4 điều 354 Bộ luật hình sự liên quan vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Phúc Sơn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị địa phương liên quan ngoài ông lê viết chữ nhiều cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo của tỉnh quảng ngãi đã bị bắt trong vụ án tập đoàn phúc sơn trong đó có ông đặng văn minh chủ tịch tỉnh và ông cao khoa cựu chủ tịch tỉnh cùng ba người là cựu phó giám đốc và trưởng phòng cấp sở của địa phương này đã bị bắt tạm giam ông đặng văn minh và ông cao khoa đều bị điều tra về nhận hối lộ và đã bị cơ quan có thẩm quyền khai trừ ra khỏi đảng ở xã long hà huyện phú riềng tỉnh bình phước có một cụ bà được dư luận địa phương ca ngợi là có sức khỏe phi thường. Đó là cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, hiện đang sinh sống cùng gia đình người con trai cả. Dù cao tuổi nhưng cụ vẫn khỏe mạnh với đôi chân bước đi thoăn thoắt. Thoạt nhìn, chồng cụ mới chỉ khoảng 70 tuổi, chẳng giống người đã bước qua 102 mùa xuân. Khi nhiều người thắc mắc thực hư tuổi của cụ Kết, bà Nguyễn Thị Hiền, 69 tuổi con dâu của cụ Kết, đã lấy ra một số giấy tờ, trong đó đều ghi rõ cụ Nguyễn Thị Kết sinh năm 1922. Lúc này, cụ Kết cho biết, cách đây 2 năm, vào dịp mừng thọ 100 tuổi, cụ được chủ tịch nước tặng sấp vải gấm đỏ. Nói rồi, cụ nhờ con dâu vào nhà lấy, đưa ra một chiếc áo được may từ vải gấm đỏ để chứng minh lời mình nói là đúng. Khi được hỏi làm thế nào để cụ có được sức khỏe dẻo dai như thế, cụ kết cho biết chẳng có bí quyết gì cả. Mỗi ngày cụ chỉ dành 2 tiếng đồng hồ để tập thể dục. Các bài tập đều do cụ tự nghĩ ra, bắt đầu tập luyện từ năm 1994 đến nay. Trong số các bài thể dục ấy không thể thiếu hít đất. Cụ kết minh họa theo lời kể chuyện bằng những động tác tập thể dục quen thuộc. Sau khi xoay tay trái, chuyển qua tay phải, cúi người, xoay hông, cụ chuyển sang hít đất. Bà Hiền nói, mẹ của bà có thể hít đất được tới 20 cái một lần mà không hề hấn gì. Mỗi ngày cụ Kết đều dành 2 tiếng đồng hồ để tập luyện, đều đặn hai buổi sáng, chiều không bỏ ngày nào. Cụ cũng ngồi thiền khoảng 30 phút vào mỗi buổi tập. Bà Hiền còn cho biết, sức khỏe của cụ Kết dẻo dai, ngoại trừ một lần bị sốt rét, còn lại cụ không phải uống viên thuốc trị bệnh nào. Theo lời cụ Kết, để có được sức khỏe như bây giờ, chăm chỉ tập thể dục chưa đủ, còn phải giữ được nếp sinh hoạt. Cụ nói, không biết làm thế nào mới gọi là đúng chuẩn khoa học. Song những gì cụ nghĩ ra và thực hiện lại thấy có hiệu quả. Theo đó, mỗi ngày cụ đều ăn đủ ba bữa, kể cả khi biếng ăn, không ăn vặt. Khoảng 9 giờ tối cụ đi ngủ và thức dậy lúc 5 giờ sáng. Trưa mỗi ngày cụ đều nằm ngủ một chút. Người con dâu nói, việc tắm rửa sinh hoạt cá nhân mỗi ngày đều tự mẹ tôi làm, không cần tới con cháu hỗ trợ. Theo lời kể của cụ kết, sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước năm 1975, cả gia đình từ tỉnh Hà Tây cũ vào tỉnh sông Bé cũ, nay là tỉnh Bình Phước lập nghiệp. Ngày đó, ở xã Long Hà, nơi gia đình cụ Kết đã chân đến còn hoang sơ, cuộc sống khó khăn. Đến vùng đất mới, song gia đình quen với việc đồng áng nên sau khi dựng được căn nhà cấp 4, đã bắt đầu khai hoang trồng lúa, làm đủ mọi việc để nuôi 8 người con. Ở đất khách quê người được vài năm thì đột nhiên chồng cụ Kết lâm bệnh nặng rồi mất, một mình cụ gồng gánh nuôi các con. Theo ông Nguyễn Trọng Bảo, 78 tuổi, con trai trưởng của cụ kết, đến ông cũng bất ngờ với tình trạng sức khỏe của mẹ mình. Ông Bảo nói, dù hơn 100 tuổi nhưng mẹ vẫn ngồi xe máy đi hàng chục cây số. Đến nay, mẹ vẫn nhớ từng kỷ niệm, mốc thời gian trong cuộc đời và nhớ tên, tính cách của toàn bộ con, cháu, chắt. Và cho biết, cụ kết sống chung với vợ chồng ông từ trước đến nay. Ông Bảo kể tiếp, mỗi ngày khi các con đi, Mẹ ở nhà nấu cơm cho gà ăn, ra vườn nhặt củi. Sợ mẹ làm việc gì ảnh hưởng tới sức khỏe, tôi có khuyên nên nghỉ ngơi nhưng mẹ không nghe. Tết Nguyên Đán vừa rồi, em trai tôi đưa mẹ đến thị xã Bình Long lễ chùa, đi biển Cần Giờ ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ nghe kể về tòa nhà 81 tầng cao nhất Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, thế là nhờ con trở đến tham quan để chinh phục. Được đi lên tòa nhà cao nhất nhìn thành phố Hồ Chí Minh, mẹ vui lắm về đến nhà gặp ai cũng kể. Cụ kết khoe với mọi người về trí nhớ phi thường của mình. Cụ nói, tôi biết tuổi của mình, mấy người đến thăm đều bảo ở cái tuổi của tôi thường bị đãn trí, lẫn. Còn tôi nhờ trời thương, đến tuổi này rồi vẫn minh mẫn. Tôi có 16 người con trai, gái, giàu rẻ, cháu nội ngoại có 24 đứa và chắc có tận 39 đứa. Con cháu về thăm, kể ở đâu, làm việc gì, đứa nào khó khăn, thành đạt, Tôi còn nhớ hết. Người con trai trưởng của cụ kết tâm sự, thấy mẹ tuổi đã cao nhưng còn khỏe mạnh, mọi người trong gia đình ai cũng vui mừng. Mẹ có 8 người con, tất cả đều còn hết. Dù rời quê từ rất lâu, nhưng mẹ vẫn luôn nhớ về. Mỗi lần về Bắc thăm quê, dù đi xa hàng nghìn cây số, nhưng mẹ vẫn thích đi ô tô để ngắm cảnh, con cháu cũng chiều theo.